Sáng nay, câu lạc bộ Thái Phiên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027, đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình. Câu lạc bộ Thái Phiên được thành lập đến nay đã tròn 25 năm, hoạt động dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, câu lạc bộ đã tổ chức được hơn 50 buổi thông tin thời sự cho hơn 6.000 lượt hội viên, đồng thời thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận, góp phần kịp thời định hướng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, câu lạc bộ đã tích cực tham gia công tác ở địa phương, các hoạt động xã hội cũng như tham gia xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Đáng chú ý, câu lạc bộ đã vận động quyên góp được gần 1 tỷ đồng cho các công tác khuyến học, khắc phục hậu quả bão lũ, ủng hộ các lực lượng phòng chống COVID-19 và quỹ vaccine. Nhiệm kỳ 2022-2027, Câu lạc bộ Thái Phiên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động, chú trọng xây dựng phong trào ở cơ sở, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều hội viên tham gia sinh hoạt và hưởng thụ theo các tiêu chí sống vui, sống khỏe, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp văn minh.